26% mà không có cáp sạc đâu. Đấy là em vô coi thử được chưa? Cáp sạc bên này, các cái lỗ tai si không sạc. Vô coi thử luôn. Múa một chú mèo nhào luôn. Sao lại ghi bán kết? Chung kết mà. Bán kết và chung kết hả? Sao không ghi thật? Đâu đâu, anh cho chung kết mà. Anh ghi bán kết và chung kết này. Cái này nó ô về. Nè. Không, Thủ Đức. Thủ Đức cùng lai. Xin mời giáo Thủ Đức cùng lai. Ok ok. Đây là sao nó ngang vậy ta? Sao chỉnh lại được ta? Bây giờ anh cứ cho dọc cái máy đi. Rồi. Đúng không? Ờ, anh dọc là nó ở trong kia nó dọc qua. Nhưng mà ngang, muốn quay ngang mà. Nó bị chậm này mà. Ý là muốn quay dọc thôi. Muốn quay ngang là nào? Muốn cho cái line này dọc á. Đi, à? Okay, quay dọc. Thôi mình ngồi xem mà đi. Ai đánh không? Mày đánh không? Đứng live stream giùm mày. Đứng live stream đi, quay lại được ạ. Quay theo bóng ấy, bóng đi đâu quay theo bóng. Ừ, quay theo bóng là được rồi. Quay theo bóng, à ok. Làm tập làm cameraman chưa? Em đâu làm bên trường đâu, em làm bên kia. Làm bên gì? Em làm bên trường nhóm. Ai vậy? Có ai không? Đây chết thương, đây chết thương. Chóng mặt quá, người xem ao hết. Quên. Đợi mốt tao là ban truyền thông đi, tao quay đẹp cho mày. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Trời ơi. Anh Phi ơi, Phi có một người coi rồi, là ai chứ? Cái này đi. Nó lâu lại. Xin mời mọi người xuất vô để cameraman quay. Đây, cắm vô luôn, hết pin á. Mà cắm cái cam này hình như nó hơi mở ha. Em vô đây luôn, khỏi mất cầm. Em cầm được à? Thôi đợi em đứng đợi, đứng cho đẹp, đứng mình cảm giác. Đứng nó với cảm giác. Đây là công việc. Cầm đi, mỗi người có một công việc riêng. Hai người coi, đã tăng lên một người. Gì đây, phạt lỗi. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem các cái gì thì thường có thể hiện.
Hai cái hàm ở châu bò ấy trời. Trời ơi sao ông sút hai chân ghê rồi trời. Vũ ơi Vũ, bám. Dân. Bà đi, không. Và đây là số 20. Có sao mà quần khách. Quần Vy ơi, không biết bình luận rồi. Ôi không có cãi nhau nha. Ôi mày ca bị lọt rồi kêu. Mày ca. Rồi rồi. Lật tiếp cho anh này tên gì? Quang Phật. Anh đang chuyển má. Không có chuyển tục nha. Kêu. Mọi người rất vô đi nào để cameraman cũng có thể quay được cận cảnh. Này livestream rất là quan trọng, hai người coi. Hai em ơi. Rồi xong luôn rồi sao? Ôi trời hay. Xem hay. Có ai coi đâu bình luận chi. Ô, có hai người coi nè. Sửa kỹ thuật chiến binh. Hai rồi. Mấy này sẽ lui vô để có nét gì cận cảnh. Ấy cái này có tắt loa không ta? Trời ơi, rất là căng thẳng cho đội hình của Thánh Linh. Có bao nhiêu anh chưa? Bao nhiêu anh chưa? 2-1 2-1 không sao hết. Hello everyone. Kia bình luận nhiều rồi, chào đi em. À, không ai. Hello Tổ Thứ nhá. Tổ Thứ ai rồi? Chị Tổ Thứ, anh Văn Trần kìa. Không thả thôi. Hay. Ồ, sức mạnh cái đợt trượt rất là đẹp.
cổ động viên không ở đây. Tiếp tục tiếp sức cho các cầu thủ trên sân. Ê, đi, ê, ê. Hay rồi, hay rồi. À, sao làm camera nó nguy hiểm với ta. Ê, ba lỗi rồi nha. Lấy giờ tao bị đóng hơi mình nhiều ấy. May mà Trường, Trường may mà kỹ thuật của tao đẳng cấp. Và đây là cú sút của một anh tên gì đây? Để xem kỹ thuật. Một cú sút. Cái gì đây? Ê, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi. Thôi bỏ qua không có gì hết. Sân chơi không có gì hết đâu. Trời chúng ai ơi. Trường chúng ai. Trời ơi, đau quá. Trong đây không thấy được cái gì mày. Trời ơi, một tình huống rất là không được. Trời ơi, sao bất bình thế trời. Kép tay mà. Không cố tình đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sao lại penalty chứ? Không được không? Không được để ta. Ôi, ôi, đẹp rồi. Và đây là anh gì anh Vương. Và đây trời đang râm râm mưa rất là phù hợp cho các cầu thủ. Trời ơi. Anh Phi ơi, mưa rồi. Hả? Ê sao sao mà đau rồi? Má ông bắt ghê thật. Trời chấm hỏi nó cầm camera nó hỏi sao đâu. Mẹ tao cầm tao quay tao có thấy được gì đâu. Mày biết hồi nãy hoa gì đâu? Bên tí. Đó. Mày mới còn biết. Sao lại gì mà đừng nói mày nha. Trời ơi, thủ môn rất đẳng cấp. Thủ môn này là anh Vy, chắc chắn thủ môn này sẽ được canh tay vàng. Chắc chắn luôn. Chùm cho camera nè, chùm cho camera. Ê chùm cho cái camera nè, nó dính nước là hư. Nó hư không biết đâu nha. Hơn một bàn thắng. Trời ơi, mọi người hãy tránh ra nào. Đâu em đang livestream. Đây chính là anh hợp rất là đẳng cấp. Nãy giờ ghi chắc phải cũng 3 bàn rồi. 3 4 bàn, 5 6 bàn gì đó. Thông tin thêm là anh Hợp là một trong những cầu thủ đá thuê trên các sân banh Hiệp Phú. Em đã dưới không? Chắc là em bớt nhỉ? Đúng rồi. Rồi đi ra đi. Em phải đứng ngoài chỗ để em bắt thì sao lại đúng đấy. Ê mình live stream mình có phải live bên ngân hàng luôn ta? Sao có thật? Ờ. Chạy đi live gần. Ôi ngại. Bơ phẹt. Cho hồ với. Rồi, cố gắng lên đi. Phải giữ phong độ nha. Rồi, 1 2 3. Ờ quá hay. Ờ.
Rồi. Đổi sân, đổi sân mọi người ơi, đổi sân mọi người ơi. Ồ, cá kết hợp nãy giờ quên mất. Ok ok, em đang quay nội bộ. Tiếp tục từ còi bắt đầu trận đấu hiệp hai của trận đấu này. Bằng có anh trong trận thủ các mùi quay đây mới thấy được. Về không vào rất hay. Và ở hiệp hai chúng ta đã thấy sự thay đổi vừa nhất định của đội đội để có thể củng cố đội hình của mình. Không được. Trời ơi, cái bàn sân nó bay tùm lum lẹ trời. Ôi, vừa rồi. Thôi bớt đi bây giờ. Chúng ta hãy có một người xem à. Không được, có thể nói là cú khá đuôi của lùi lại nhờ Hồng ơi, có người lùi. Đúng mà, thanh cầm quang đưa tay ai cho vậy nhờ. Đúng đúng là trong đấu của chúng ta ngày hôm nay. Trời mệt rồi. À, không có nhiều. Ồ, có cái thật. Trời ơi, tội nghiệp quá, hai người xem rồi. Đó, xin chào Diên. Rất là xinh nha. Ê, mưa. À, vô trong kia đi. Xin đánh một cây đây. Từ từ để kêu anh Phi đó. Anh Phi ơi. Kêu tắt la được ta. Ê, trời ơi, hết mong rồi. Cẩn thận. Ok. Còn ai coi không? Còn ba người coi. Anh Phi ơi. Đâu anh Phi rồi. Anh Phi ơi. Quay. Trường ơi. Trường. Kèm. Hai ba người rồi. Ôi trời ơi. Thôi, để em đang live stream. Anh cái đầu anh. Không. Đi chút anh xíu đi. Không được. Anh đứng không được hiểu không? Cái dù vậy là đúng rồi. Ôi trời ơi, cái ông này tí ông đá banh mà. Đâu tránh mưa. Anh không đè nữa hả? Ai vô sân đây. Hiền quá, để đồ ở trong nhà, trong ấy. Ôi. Mưa đẻ nhìn gà. Hai người ơi. Trơn. Ui. Hai rồi. Ôi trời. Anh Trường bảo vệ em nha, em không lấy gì. Trường bỏ cái xích lên. Xích lên thì nó bị hát. Trời kêu phải phải. Đúng rồi, xin được cái chân nó.
Kêu anh Phi tắt like được rồi. À 5 phút nữa, ok. Anh nha. Đu đôi. Lên đây đu đôi. Lên đây, kéo lên đây, kéo lên nè. Sao không quẩy cái nước nghe nó rồi kìa. Ê, sao tao ướt hết rồi. Tao vậy. Xịt lên chút xíu. Không hiểu tôi tỉnh đâu. Ê, chơi. Không thấy. Ok, rồi thấy rồi. Vô địch. Sư phạm kỹ thuật, chữ nhẹ. Ây, người ta nghe đó. Đấy là kêu rồi, vậy sao lại kêu mình kêu vậy. Mày ngồi lên đây đi. Rồi. Cho xin đây, cho đây. Không, mình ngồi xuống. Đúng rồi. Đúng rồi á. Không, nhưng mà như vậy được, như vậy mới quay được, như vậy mới quay đâu, được. Đâu, nó lại to. Ở anh Trường ngồi xuống đây. Mẹ, nó mưa, nó quay. Nhưng mà mưa nhỏ. Cái tiếng của mày nó ở trong đây nè. Ê, uống hết rồi nè. Thấy chưa, tao ở sau tao chia hết rồi. Tao hứa nè. Nè. Ê! Thanh lên! Mai Đình! Thanh lên! Mai Đình! Trời ơi! Sao anh Vương anh mắt hay chứ trời! Đỉnh quá! Ừ! Nãy giờ không có anh là chắc bên mình thua hơi bình dù. Đúng là... Thôi qua Thanh! Trướng. Bỏ đây đi. Đã qua Nam ơi, xong thả rồi. Alo. Ủa về rồi á. Đây trong sân này tao thấy mày rồi, sao cứ đi ăn cha. Đây nè, sân đang cầm dù nè. Đó, tao đưa cây dù lên xuống nè. Vô đây. Trường, mày xích qua đây. Ý là xích xuống trường này. Đi em. Xích xuống trường đó, mày rồi. Keo hay là đó, mày về thôi. Cứ phải lo lắng. Nếu vậy thì mình thổi trước đi thầy. Ê, nhưng mà trời mưa mày đá phê ha. Mẹ mày. Đây, tí đi anh. Thấy nha. À, alo. À, ở đây mưa to quá hả? Ờ đúng rồi, mưa to quá ha. Ờ đá banh cũng hay quá. Ờ đá banh nhìn xuất sắc. Ủa alo ta. Thôi được rồi, dừng cúp đi, để bọn tao livestream. Ờ đúng rồi, chắc không nghe gì hết nè. Chắc phải cúp rồi, cúp. Ai đánh ơi, Rồi người tao. Rồi, tao với mày cũng khác gì đâu. Anh ta thấy rồi. Đu đô, thay em đu đô ơi. Nhưng mà nó mạnh ghê em ghê. Đu đô. Thay em. Huy em đi, xuống đây đi đây. Huy, xuống đây đi. Lên. Trang. Thanh lên. Xuống đây này, gọt cũng một lần là đứng đây. Anh đi. Anh đi. Mưa. Đó, gộp ô lại để che cái điện thoại. Thanh lên. Mai Sơn. Thanh lên. Ê. Mưa trôi cả bầu trời nắng rồi. Sớm thế mày còn cần tiền đó đây đặt. Ôi bên đây còn dư nè. Anh à, anh ở dưới nữa kìa. Đúng rồi, để ngang đi.
Mày đưa ghép vô này đi. Mày để đi. Không ghép được, sao không ghép được? Đấy, mua càng ngày càng hụt. Chết rồi, chết đồ mặt rồi. Ê, tắt tắt like được không? Phi ơi, tắt like được không? Ướt điện thoại. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người ạ.